Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cách để chúng ta trích xuất một số ký tự từ một cái vị trí xác định ở trong chuỗi, đúng không ạ? Hôm trước thì chúng ta đã sử dụng cái hàm ref để chúng ta trích xuất ký tự từ phía trái qua, đúng không ạ? Tức là từ đầu văn bản qua. Còn hàm right thì chúng ta lại từ phía bên phải qua, tức là từ cuối văn bản về phía này, đúng không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ trích xuất từ giữa, đúng không ạ? Trích xuất từ giữa thì chúng ta sẽ dùng hàm mid, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ như thường lệ là chúng ta sẽ đặt con chó vào, sau đó chúng ta ấn dấu bằng, chúng ta mở id, đúng không ạ? Mở ngoặc, sau chúng ta chọn vào chuột trái, click vào cái ô này, đúng không ạ? Cái ô mà chúng ta cần trích xuất cái nguyên liệu này. Sau đấy chúng ta chấm phẩy, sau chúng ta ở đây nó sẽ cần là start number, tức là cái mà ký tự mà chúng ta muốn bắt đầu để trích xuất, đúng không ạ? Thì ví dụ chúng ta muốn bắt đầu từ ký tự số 10, chúng ta đánh vào 10, đúng không ạ? Và chúng ta muốn trích xuất là cái đoạn gồm có 20 ký tự chẳng hạn, đúng không ạ? 20-21 ký tự đi. Đấy, sau này chúng ta mở ngoặc, đóng ngoặc, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra đây mấy nghìn năm lịch sử này. Đấy, số 10 này. Đấy, sau khi nó đánh đến đây, là đến đây nó sẽ là 21, đúng không ạ? Ký tự thì nó sẽ đếm nhé. Cái chữ cái này là một ký tự và cái dấu nó là một ký tự nhé. Ví dụ chữ ở này là một ký tự này. Cái dấu sắc là một ký tự thì nó sẽ đếm này. Bắt đầu từ ký tự thứ 10. Đấy. Đây. D2 là ô này, đúng không ạ? Còn ký tự thứ 10 thì nó sẽ là M. Ký tự M, đúng không ạ? Đấy. Giờ mình lấy 21 ký tự thì nó sẽ là mấy nghìn năm lịch sử. Từ mấy nghìn năm lịch sử này nó sẽ là có 21 ký tự. Mình hiểu như vậy, đúng không ạ? Tương tự như ở dưới này, chúng ta cũng sẽ đây, kéo xuống dưới này. Thì ở đây nhá. Ở đây thì chúng ta với cái số này, đúng không ạ? Thì chúng ta, tại vì ở đây nó cái chuỗi này nó không dài đến 21, đúng không? Chúng ta lấy cái ký tự, chúng ta sẽ chọn cái ô này, đúng không? Làm cái đó nhé. Chỗ này số ở đây nó khác, chuỗi nó không dài như cái chữ ở trên này, cái tách ở trên này. Ta bằng ô này, đúng không? Bằng mid này, sao chọn ô này, đúng không? Sau chúng ta sẽ là từ ký tự số 4 chẳng hạn, đúng không? Ký tự số 4. Đấy. Sau đấy chúng ta sẽ lấy 5 ký tự thôi, đúng không? Sẽ là 5 số. Thì nó sẽ trích ra cho mình là đây, từ số 4, nó sẽ lấy từ 0 này. Đấy, 3 là số 1, 6 số 2, 6 là số 3, 0 là số 4, đúng không ạ? Nó sẽ lấy từ 0, 1, 4, 9, 0, đúng không ạ? Nó lấy 5 số ở giữa. Đấy, đây là cái cách mà chúng ta sử dụng cái hàm mid. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin kính chúc các anh chị thành công.